Trước hết tôi xin tán thán công đức của ông bà hội chủ của chùa Giác Hoa ở đây đã có một cái đạo tràng rất là thanh tịnh. Quý vị tới đây với một cái tâm niệm tu học thì đạo tràng bên ngoài chỉ là hình thức, cái đạo tràng ở trong lòng thì nó mới là quan trọng. Thì nhân viên được bác sĩ Phiêu cho phép để nói chuyện với quý vị thì tôi tạm gọi ở đây gọi là pháp thoại, tức là chúng ta trao đổi kinh nghiệm tu học với nhau. Chúng ta thử hồi tưởng lại khi trước khi chúng ta tới đây, chúng ta ở đâu, tại sao có chúng ta ở đây, rồi trong tương lai chúng ta sẽ đi về đâu. Thì quý vị nhìn chung quanh, quý vị đọc nhiều kinh Phật, quý vị cũng đều biết là cái hiện tướng mà chúng ta có ngày hôm nay, thân nam, thân nữ, giàu, nghèo, trí tuệ, chậm chạp, hoặc là nhanh nhẹn, hoặc là có khuyết tướng, tất cả chẳng đều do cái nghiệp của đời tiền kiếp nó tạo ra. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mang cái thân nó khác biệt, có khi thân nam, có khi thân nữ, có khi đẹp, có khi xấu, có khi giàu, có khi nghèo. Những cái phước báu mà chúng ta trồng được từ đời tiền kiếp thì kiếp này nó thể hiện ra. Rồi những cái gì chúng ta đang làm trong kiếp này thì nó sẽ thể hiện ra trong cái kiếp sau. Thì đạo Phật đó, cái cốt lõi dựa theo cái nghiệp, giải lý đạo Phật là giải lý theo nghiệp, tức là nếu như cái nghiệp lành thì chúng ta hưởng cái quả lành. Nếu chúng ta trồng cái cây sầu riêng, bỏ cái hạt giống sầu riêng thì chắc chắn chúng ta có cái cây sầu riêng. Chúng ta bỏ cái hạt giống chanh, chúng ta sẽ có cái chanh. Nhưng nếu chúng ta tỉ dụ như là trồng cây thì chúng ta sẽ thấy là không phải chúng ta chỉ bỏ một cái hạt giống vào trong một cái mảnh đất rồi tự nhiên nó sẽ lên. Chúng ta cũng phải tưới nước. Mà tưới nước thì không phải là cứ một tuần lễ chúng ta mới tưới một lần. Có nhiều khi ngày Phật đản nó nhằm cái ngày thứ tư, thứ năm thì ở các nước Tây Phương, Úc cũng như Pháp, như Mỹ thì khó mà có Phật tử đến để tham dự cái ngày lễ Phật đản, tức là Đức Tự Phụ, cha lành của chúng ta vào ngày thứ ba, thứ tư. Mà nhiều khi chúng ta phải dời lại cho tới ngày thứ bảy, chủ nhật. Thế thì tưới nước cũng vậy. Cái hạt giống mà chúng ta gọi là hạt giống lành đó, mà nếu chúng ta không tưới thường xuyên thì nó cũng chết. Nó không phải đợi tới cái ngày đó mới tưới. Chúng ta thì cứ một ngày ăn hai bữa, ba bữa, sáng, trưa, chiều. Chúng ta cũng không thể nào nói thôi bây giờ chúng ta bận quá việc, chúng ta không ăn ngày hôm nay, để ngày mai ăn. Nhưng mà khi đi thờ cúng hoặc là đi kỷ niệm những ngày vía đản sinh thì chúng ta lại phải chờ đúng ngày chủ nhật chúng ta mới làm. Thế thì nhiều lúc mình suy nghĩ lại thêm, cái tâm của mình như vậy đã có thành tín hay chưa? Thế bỏ một cái hạt giống xuống, nếu chúng ta không vun bón, chúng ta không tưới nước, chúng ta không nhổ cỏ thì cái hạt giống đó nó cũng khó lên. Cái chủng tự lành của quý vị ngồi đây thì tôi nghĩ là quý vị kiếp trước đã là ít nhất cũng là Bồ Tát, cũng là có tu kiếp trước, kiếp này mới ngồi đây. Hàng bao nhiêu người khác tại sao mà không tới chùa mà quý vị đã ngồi đây? Thế thì cái hạt giống lành đó chúng ta nên nuôi dưỡng nó thêm, tức là hàng ngày chúng ta làm việc lành, mỗi ngày cố gắng làm mọi việc thiện và cố gắng tránh mọi việc ác, là luôn giữ tâm thanh tịnh. Đó là lời chư Phật dạy. Thế thì Ngài nói là mỗi ngày cố gắng làm việc lành thì cái việc đó giàu nhỏ cách mấy cũng nên làm. Thí dụ như chúng ta đi trồng cái cây, mỗi ngày chúng ta nhổ cái cỏ, nếu chúng ta không có nhổ cỏ thì cỏ nó ăn mất cái phân thì cái cây nó cũng khó lên. Cho nên mỗi ngày cố gắng làm một việc lành, dù là việc nhỏ.
và cố tránh mọi việc ác. Thì cái việc ác nó giống nhỏ cách mấy chúng ta cũng nên cố tránh. Tại vì chỉ cần có một cái niệm ác khởi lên, rồi chúng ta làm một cái việc ác, dẫu là nhỏ cách mấy, nó cũng tích tụ lại. Và lâu ngày thì cái việc thiện ác, tôi thường thường tỉ dụ nó giống như là chúng ta có một nắm muối và chúng ta có một ly nước. Nếu như trường hợp mình nói rằng cái nghiệp, để giải quyết vấn đề của cái nghiệp, chúng ta lấy cái nắm muối chúng ta bỏ vào cái ly nước thì chắc chắn là uống không được, nó rất là mặn. Đó là trường hợp của những người mà hiện tại trong cuộc sống hiện tại quý vị có thể thấy ở ngay đây cũng có, họ có những cái nghiệp mà họ phải trả. Rồi ở Việt Nam thì có những người, chúng tôi đi quỹ đạo, chúng tôi thấy có những người rất là vừa nghèo, vừa không có trí tuệ, vừa bị tàn tật, không có phương tiện sống. Cái đó là cái nghiệp của người ta từ đời kiếp trước cho đến kiếp này là họ bị như vậy. Thế thì là Phật tử, chúng ta biết chúng ta phải trồng cái cây lành, cái hạt giống lành. Mỗi ngày chúng ta đều phải tưới nước, mỗi ngày chúng ta đều phải nhổ cỏ. Thế thì cách nào để chúng ta mà nhắc nhở chúng ta nhớ rằng là chúng ta là Phật tử, chúng ta phải trồng cái nhân lành, vì chúng ta đã được hưởng những cái nghiệp lành từ đời kiếp trước. Kiếp lành kiếp trước thì có thể là chúng ta làm cái việc ác nó ít, cho nên kiếp này chúng ta vẫn có những phiền não nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà chúng ta đã trồng nhiều cái nghiệp lành, cho nên kiếp này chúng ta được hưởng đầy đủ. Bây giờ so sánh lại, quý vị thấy có những vị có thân nhân, có bạn bè còn ở Việt Nam, cuộc sống người ta như thế nào? Đó chẳng qua là cái nghiệp của người ta không ra khỏi được cái lòng nhỏ nhỏ đó. Và quý vị đã may mắn, quý vị ra khỏi cái lòng đó, quý vị được cái hạnh phúc hơn về mặt vật chất, về mặt tinh thần. Quý vị có thể đi chùa tự do, quý vị có thể nói tu học tự do, còn ở Việt Nam chưa chắc đã có được như vậy. Thế thì chẳng qua đó là cái nghiệp. Bây giờ mình trồng nghiệp lành bằng cách nào? Trong buổi sáng khi quý vị mới thức dậy mà quý vị niệm ba lần thì đương nhiên là quý vị đã được cái ơn biển để cho quý vị trong suốt một ngày đó được thân tâm an lành. Thứ nhì nữa là cái công đức á, và cái nguyện lực á, sẽ làm cho cái dẫn đường được rất thành tựu. Cái hạnh đó là gọi là hạnh bố thí. Bố thí nhưng mà không nghĩ tới là vì mình, và cũng không nghĩ tới người nhận, và cũng không nghĩ tới vật cho. Mặc dù nó ít nhưng mà cái hạnh nó rất là cao, rất là lớn. Mỗi một ngày quý vị cứ bỏ thêm một giọt nước vào trong cái ly, thì tới một ngày nào đó cái ly đó sẽ trở thành ra một cái hồ bơi. Thì cũng với cái nghiệp ác của mình từ tiền kiếp ấy, nó là cái nắm muối. Như hồi nãy tôi tỉ dụ, mà nếu quý vị bỏ cái nắm muối vào trong cái ly ấy, thì mình uống không được. Nhưng bỏ cái nắm muối vào trong cái hồ bơi ấy, để quý vị múc cái nước lên, quý vị uống được không? Chắc chắn được. Cho nên cái nghiệp ác chúng ta vẫn phải trả. Tại vì luật nhân quả ở trong Đạo Phật là không có chừa ai hết. Nghiệp ác chúng ta vẫn phải trả. Nhưng mà chúng ta trả trong một cái hoàn cảnh thuận tiện. Cũng như quý vị bây giờ ở đây, nếu có ai lại đòi nợ quý vị, nói thôi bây giờ hồi kiếp trước bà thiếu tôi 10.000 đô, bây giờ bà trả, quý vị trả nổi không? Chắc chắn trả nổi, nhờ con cái hay hoàn cảnh trả nổi. Nhưng nếu quý vị ở Việt Nam mà ở trong một cái làng ở gần núi nghèo, rồi lại bị tàn tật, mà nếu có người lại họ nói thôi bây giờ bà thiếu nợ tôi, bà trả cho tôi 100 đô, cũng không có phương tiện để trả. Đó là cái nghiệp. Cái nghiệp nó đưa đẩy con người sinh vào trong cái hoàn cảnh đó, ở trong cái trú xứ đó, và ở trong cái tình trạng kinh tế tài chính như vậy. Cho nên những cái gì quý vị được hưởng ngày hôm nay là cái nghiệp lành mình gieo từ kiếp trước. Bây giờ mình cố gieo thêm, tức là mình làm từ cái ly nước trở thành ra cái hồ bơi. Thì khi mình bỏ cái nắm muối, cái nghiệp ác của mình vào đó, mình trả được. Trả một cách hoan hỷ nhẹ nhàng, rất dễ dàng để trả. Thế thì có bốn cái câu rất là quan trọng, tức là mỗi ngày làm mọi việc lành, mỗi ngày tránh mọi việc ác. Dẫu là cái việc lành rất là nhỏ nhưng mà nó có công năng rất là lớn. Tại vì nếu mà mình bỏ vào đó 50 sen mà nếu mình bỏ bình thường thì nó không có gì quan trọng. Nhưng mình bỏ vào đó với một cái tâm nguyện mà khi mình niệm Đức Quán Thế Âm thì Đức Quán Thế Âm sẽ gia trì.
và chúng ta sẽ có rất nhiều cái hiệu năng, cái công năng không thể lường được. Mỗi ngày tránh các việc ác. Việc ác là việc gì? Việc ác là những cái việc mà nó gọi là nhuế, tức là không hẳn là đánh đập ai hay là ganh ghét ai. Không làm một việc lành cũng là ác. Thấy một cái người sắp chết mà mình không cứu cũng là ác, chứ không phải là khi mình ra tay ra mình làm cái việc gì tàn nhẫn. Tu Phật và tu tâm tức là để cho cái tâm từ bi mình nó được khai mở, mà nếu mình không làm việc lành thì coi như cái tâm từ bi mình nó cũng không có cái chỗ để nó mọc lên. Cho nên mình phải tưới nước, nhổ cỏ là sám hối, rồi ngăn ngừa các cái lỗi ác, còn tưới nước là làm những việc lành, việc nhỏ nhất cũng là. Thì quý vị thử là 50 sen thôi một ngày và niệm như vậy thì quý vị sẽ thấy nó công năng vô cùng. Trong cái dịp trước khi tôi đi sang đây á, có cái hạnh duyên tôi được ở ngay chùa Hoằng Nghiêm ở chỗ Sa Cảng á. Thì ở đó cứ buổi chiều đó, chiều nào cũng vậy, khoảng có chừng 300-400 người ở khắp mọi nơi họ tập trung lại, họ đọc kinh Pháp Hoa. Và có những người từ Thủ Đức đạp xe đạp, có những bà già không có xe, bắt con của mình đạp bằng xe đạp chở đi xuống dưới chùa Hoằng Nghiêm, đi cỡ 45 phút, một tiếng đồng hồ mới tới. Nhưng mà họ tới để chỉ họ đọc kinh, và họ cũng ngồi ngay ngoài thềm chứ cũng không có đủ chỗ để chứa, tại vì cái chỗ nó quá đông, 500-600 người rồi. Trời nắng, trời mưa gì họ cũng đến hết, ngày nào cũng đến. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho tới thứ bảy, chủ nhật. Thì với cái lòng tin như vậy, mà bây giờ chùa Hoằng Nghiêm có cái ngôi chánh điện rất là khang trang và rất là nghiêm túc, nhìn có thể nói gần như là nhất ở tại Sài Gòn. Thì cái nơi đó là cái nơi sau này nó sẽ đào tạo ra tăng ni để đi hoằng pháp. Để quý vị trợ duyên cho các tăng ni đi hoằng pháp thì cũng là công đức của các vị Bồ Tát. Mình bố thí có nhiều cách, bố thí tài vật để làm cái việc đó và bố thí pháp. Quý vị nhiều lúc quý vị nghĩ, có nhiều quý vị hỏi tôi để đi bố thí pháp là phải đi học kinh điển, tôi không cần. Quý vị chỉ cần làm cái gương cho con cái nó bắt chước, tức là mình sống một cách vị tha cũng là bố thí pháp. Mình sống làm sao cho hàng xóm họ nghĩ đây là cái người Phật tử. Người Phật tử nó khác hơn những người không phải là Phật tử. Từ bi, thị xã, bố thí thì tự nhiên đó là người ta cảm động và người ta hiểu Phật pháp qua cái việc làm của mình, qua cái lối sống của mình. Thế thì trở lại cái nghiệp nó chủ động cái hình tướng của chúng ta ngày hôm nay, cái nghiệp từ quá khứ. Thì nếu chúng ta muốn cải cái nghiệp, tức là chúng ta muốn cho kiếp sau, nếu chúng ta có phải đầu thai làm người thì làm người một cách tay chân đầy đủ, trí tuệ tốt và hoàn cảnh sinh sống được tốt đẹp hơn, thì chúng ta phải trồng cái nhân lành ở đây. Những cái gì mà quý vị được hưởng ngày hôm nay là do cái nhân lành từ kiếp trước. Và những cái gì mà quý vị đang làm thì quý vị sẽ hưởng trong tương lai. Thế thì khi mà chúng ta bố thí và chúng ta thực sự ra chúng ta cũng đang đầu tư cho cái tương lai. Tương lai đó có hai thứ. Một là tương lai của chúng ta, tức là những cái gì mà chúng ta làm ngày hôm nay, chúng ta sẽ hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ có một cái cuộc sống khá hơn, có một cái, nếu chúng ta phải đầu thai làm người, chúng ta cũng làm được cái người khá hơn. Và nó có một cái thứ nhì nữa, tương lai là tương lai của con cháu chúng ta. Thử nghĩ xem, quý vị thử nghĩ xem, nếu như trường hợp chúng ta không có đầu tư cho một cái tương lai của con cháu chúng ta thì 30 năm nữa, cái thế hệ trẻ ở đây nó sẽ như thế nào? Nó sẽ quên tiếng Việt, nó sẽ không còn nhớ tới Phật giáo là gì, sẽ đi nhà thờ, rồi nó đọc kinh Chúa. Thì cái đó cũng là cái chúng ta suy nghĩ muốn cho con chúng ta. Tại vì ở đây thì nó cũng đều có nhân viên, người nào đầu thai vào làm
con mình đều có những cái nhân duyên từ kiếp trước, kiếp này họ đầu thai. Thế thì kiếp sau á, mà chúng ta muốn cho họ, muốn cho cái nhân lành đó nó được tiếp nối, tức là mạch mạng Phật pháp được tiếp tục truyền thừa, thì chúng ta cũng phải tạo những cơ hội, những cái điều kiện thuận lợi để cho các thế hệ sau tiếp tục tu học. Và cái đó cũng là những cái chúng ta đóng góp cho chính cái tương lai của chúng ta. Bố thí, đó cũng là bố thí pháp, chứ không phải nhất thiết là nói bằng kinh điển mới là bố thí pháp. Qua cái hành xử của chúng ta, qua sự đóng góp của chúng ta, rồi qua những cái thí dụ trong cuộc sống của chúng ta. Thì đọc kinh nhiều về kinh A Di Đà hay là kinh Vãng Sanh, quý vị đều thấy ở trong đó có một câu là Đức Phật A Di Đà nói khi nào chúng ta mà sắp sửa vãng sanh á, ngay cái giây phút đó, nếu chúng ta niệm được câu Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm không bị loạn, tức là nhất tâm bất loạn, thì Đức Phật A Di Đà hứa khả là sẽ tới nơi đón chúng ta về cõi tịnh độ. Ngay trong cái giây phút chúng ta bước từ cửa sanh sang cửa tử, có một giây đó thôi, mà nếu chúng ta niệm được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm không bị loạn, thì bảo đảm 100% là chúng ta về cõi tịnh độ với Phật, Phật rước, không có sai. Thế thì tại sao chúng ta không làm được? Rất nhiều quý vị không làm được là tại vì hàng ngày chúng ta không có niệm Phật, hàng ngày chúng ta không có tu tập, để tới cái giờ chót, cái giờ mà chúng ta bước từ bên cửa sanh sang bên cửa tử, chúng ta cái tâm nó bấn loạn, nào nhớ chồng, nhớ con, nhớ vợ, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ cái xe, nhớ cái chi phiếu, nhớ cái chìa khóa, nhớ đủ thứ, thì đâu có còn cái tĩnh tâm để mà mình niệm được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm bất loạn. Tâm không loạn trong giờ phút đó thì Phật A Di Đà có khả là sẽ đón chúng ta về cõi tịnh độ. Cho nên bây giờ chúng ta phải niệm Phật, niệm Phật hàng ngày, hàng giờ. Bây giờ bước đầu á, thì tôi chỉ xin quý vị vậy thôi. Tại vì tôi thấy ở đây cái nhu cầu có một cái giảng đường á, rất là quan trọng để cho giới trẻ Việt Nam nó tiếp tục, nó giữ cái truyền thống văn hóa và nó tiếp tục tu học. Và đồng thời mình cũng có thể dùng cái đó làm hoằng pháp cho người Mỹ ở đây. Thì quý vị chỉ bỏ 50 cent thôi, nhưng mà quý vị bỏ mà quý vị phải niệm Phật. Thì thứ nhất á, bỏ vào là quý vị tu phước. Quý vị bỏ 50 cent là quý vị tu phước. Nhưng mà quý vị niệm Phật Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát là quý vị tu khỏe, phước khỏe song tu. Quý vị thường thường á, quý vị thấy quý vị tới bàn thờ Phật, quý vị chắp hai tay lại phải như thế này phải không? Quý vị biết tại sao mình phải chắp hai tay như thế này không? Tay trái á, là tu phước, tức là chúng ta đi bố thí, chúng ta làm in kinh, chúng ta làm những cái việc thiện là tu phước. Nhưng tay phải á, là tu huệ, phước huệ và song tu. Cho nên khi chúng ta lại Phật, chúng ta chắp hai tay như thế này, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nếu quý vị cứ tiếp tục niệm được như vậy mỗi một ngày buổi sáng thôi, tức là nói nôm na chúng ta chỉ niệm buổi sáng thôi, thì giống như là quý vị hàng ngày chỉ có ăn điểm tâm thôi, trưa không ăn, tối không ăn, mà tôi cũng bảo đảm với quý vị là tới giờ chót đó quý vị cũng sẽ thấy có những sự màu nhiệm đến với quý vị. Chứ không cần là nói trưa niệm thêm rồi tối niệm một thời kinh tối nữa thì tuyệt diệu. Trước khi quý vị nhắm mắt, quý vị sẽ niệm được câu Nam Mô A Di Đà Phật và tâm bất loạn. Và lúc bấy giờ chắc chắn theo như kinh và Đức Phật nói không có bao giờ hư dối, Đức Phật sẽ rước quý vị, Phật A Di Đà sẽ rước quý vị. Chỉ cần quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong lúc mình bước từ sanh sang tử mà tâm bất loạn, mà muốn được niệm như vậy thì bây giờ chúng ta phải niệm ngay từ bây giờ, chúng ta không thể nào chờ tới cái giờ đó. Quý vị vừa mới chứng kiến. Trước kia hai cái gót cẳng ấy. Bác sĩ kêu ngã. Thế thì quý vị có thấy là tại sao bác sĩ kêu ngã xuống không? Thứ nhất là tại cái ghế, ghế nó nhỏ quá. Thứ nhì là sức lực của bác sĩ kêu yếu. Thế trong con đường tu học của chúng ta cũng vậy.
cái ghế là cái công đức chúng ta tạo. Nếu mà chúng ta không tạo bồi được cái công đức thì cái ghế chúng ta nó cũng sụp. Tức là chúng ta phải làm nhiều, tu nhiều. Không thể nào chỉ có buổi sáng chúng ta tụng kinh rồi buổi chiều chúng ta quên. Chúng ta phải, thời gian nó còn nữa. Bây giờ chúng ta phải tụng niệm nhiều hơn, quyết tâm tu hơn, để chúng ta tạo một cái ghế chắc hơn, chúng ta ngồi được, không có nó lại tánh. Cái ghế nó phải chắc hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là sức lực, tức là công lực của chúng ta tu để làm sao á, chúng ta có thể ngồi được trên cái ghế đó. Mặc dù cái ghế đó nó cứng, nó có bốn chân to, nhưng mà sức của chúng ta không ngồi được thì chúng ta cũng ngã xuống. Cho nên trong cái đường tu học á, chúng ta cố gắng làm sao tu để chúng ta tạo được cái lực mà chúng ta có thể ngồi được trên cái ghế đó. Hàng ngày chúng ta niệm Phật, rồi chúng ta bố thí, chúng ta bỏ 50 sen vào trong cái hộp đó, rồi chúng ta làm những cái cuộc sống, chúng ta sống như thế nào để cho con cái chúng ta nó nhìn vào đấy, nó bắt chước. Con nói đây là những người Phật tử, khác hơn những người không phải là Phật tử. Ngay cả chúng ta ra ngoài đường, chúng ta giao dịch với người ngoài cũng vậy. Làm sao để cho người ta có một cái nhìn, người ta nói đây là cái người Phật tử. Thì trong cái bố thí, thường thường người ta nghĩ tới là cho tiền hoặc là in kinh, ấn tống. Nhưng mà những người tu sĩ như chúng tôi thì đi xa hơn bước, chúng tôi nghĩ bố thí là buông xả. Khi chúng ta buông xả được rồi á, thì chúng ta sẽ cảm thấy được an lạc. Trước hết chúng ta buông xả vật chất, buông xả những cái phiền não. Ở trong gia đình thật sự khó tu hơn ở chùa. Các cụ hồi xưa nói thứ nhất, tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Ở trong nhà đó, nhiều lúc chồng con rồi cằn nhằn này kia mà mình không phiền não, mình không buồn thì lúc bây giờ mình mới tu được. Chứ còn tu ở chùa thì có quý vị Phật tử nào tới cằn nhằn mấy ông sư đâu, thành thử ra không tu dễ, không có bị cằn nhằn, không tu rất dễ. Nhưng mà quý vị ở nhà đó, con cái, hàng xóm, biết bao nhiêu thứ phiền não hàng ngày mà quý vị tu được thì quý vị có được nhiều công đức lắm. Nhưng muốn để tu như vậy thì mình phải tu luôn, chứ không phải là chỉ có buổi sáng tu, trưa không tu, chiều không tu, hoặc là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu không tu, thứ bảy mới tới chùa tu. Chúng ta ăn thì một ngày chúng ta ăn ba bữa, chúng ta đâu có đợi tới chủ nhật mới ăn. Nhưng mà đi chùa thì thứ bảy mới đi chùa. Rồi có khi cả ngày bận rộn, có nhiều vị lại than như tôi, một tuần lễ không mở ra quyển kinh được một trang, cũng không, ở nhà thôi cũng không thắp nhang được. Vậy thì chúng ta biết cái nghiệp của chúng ta được hưởng ngày hôm nay là do cái nghiệp lành từ kiếp trước. Mà nếu chúng ta không trồng tiếp tục thì kiếp sau chúng ta sẽ khổ. Chúng ta phải tạo cái ghế cho nó chắc bằng cái công đức. Tu một mình á thì mình được hưởng. Mà nếu tu cả gia đình á thì cả gia đình đều được hưởng.